xin chào cả nhà nha. Đi chơi cả nhà. Đây mình cắt đây. Dập dập màn hình cái này cái. Mình có ăn caramel dễ thương lắm cả nhà. Thì những cái chai chúng ta cạn đi. Thì thật chắc ha. Làm quen thì chúng ta làm lẹ lắm. Giờ làm thì nhìn trời cho mấy đứa được ăn canh được rồi. Còn không không quen thì canh nha. Nhìn đi là cái sập cái xong luôn à. Hồi khách gọi cái á. Còn mình làm quen thì mình canh được các bạn. Mình vừa làm vừa mình vừa nhìn đâu cũng được đấy. Mình khách khi đùa. Còn không quen là các bạn làm là mình là khách khi đùa quen luôn nha. Không còn ví dụ như ở chỗ tiệm người ta nói lên nói cô ơi có dịch vụ này cô có muốn làm thêm không, chân cô dày nè cô muốn làm thêm không cả nhà, nên mấy khách ngại không dám nói thì mình nói cô làm thêm không. Nên em có cái dịch vụ là chặt da chết, những da chai sần để lâu cũng không tốt cho nên lấy nó đi. Mình đào nè bạn, mình đào nè bắt đầu mình lấy nè, lấy đường xéo nè, lấy đường chỉ ít nè, lấy đường chỉ ít nè, đó lấy đường chỉ ít nè, đó mình sắn vô đúng ngay chỗ đường xéo nè, rồi em nè, em này ha, bẻ cái bàn chân này bẻ luôn các bạn ha, bẻ luôn. Như cái bữa nay là làm đẹp từ A tới H toàn diện cho cô khách này luôn nha cả nhà, cô khách Biên Hòa ha cả nhà ha, từ Biên Hòa trở xuống là lần đi lần cực các bạn, cho mình làm tỉ mỉ từng chút cho cô luôn, để cô đi xa tội nghiệp cô. Mấy cái lắc rồi làm tới luôn nè, đã mình lấy cái lắc cô bo rồi các bạn, giờ mình phải làm cho tới luôn chứ thôi. Mình lấy lại nữa cho các bạn, mình phải làm cho nhiệt tình lên, giờ không có mình cũng ráng mình bào cho có các bạn, giờ không ra mình cũng ráng mình bào cho tới tối luôn đó, mình lấy cái lắc cho xứng đáng các bạn biết không, còn không thì nó lắc đổi màu, không nó lắc đổi màu. Cái lắc nó đổi từ cái lắc thiệt sang cái lắc đầu nó coi như khóc luôn. Cái lắc đầu nó khóc luôn. Rồi đó chứ xong rồi để sụp còn cái nào cũng được rồi. Êm nè các bạn, êm nè, đu đu đu. Wow. Nè. Ok. Ok rồi xong.